Lời nói đầu tiên, Hoàng xin chào cô chú anh chị các bạn trên kênh Cập Vlog của mình. Hôm nay hai vợ chồng mình soạn một số đồ đã qua sử dụng và cũng có một số đồ mới nữa các bạn, cũng của anh chị đều gửi cho để ai nghèo đó thì cho anh ta. Thì hôm nay mình đi thăm một cái gia đình của anh chị đó nghèo mà có đứa con gái 15 tuổi rồi mà không có đồ để mặc, toàn là mặc đồ hàng xóm cho không à. Cô chú anh chị các bạn, mình ship đồ để mình đem đi các bạn. Thì nghe nói là mình cũng chưa biết nhà, mình chỉ nghe nói là anh chị đó nghèo khổ lắm cô chú anh chị các bạn. Thì vừa rồi là cái chị đó đã nghèo rồi mà còn mắc cái bệnh là về bên tâm linh đó các bạn. Thì vừa rồi mình cũng có một cái chuyến đi núi thì chị đó cũng có đi cùng, nhưng mà bị gọi là dông theo chứ không phải là về là linh căn, mà gọi là dông theo á. Rồi chị cứ lảm nhảm lấp nhấp lảm nhảp, mà bữa nay thì mới đi 2 ngày nay thì chị về cũng đã đỡ nhiều rồi, nhưng mà mình cũng gom một số đồ cũng đã qua sử dụng rồi đó các bạn, mình đem lên thăm gia đình anh đó thì coi như thế nào, và để cho vì anh đó cũng có một đứa con gái, nhưng mà nhà người ta nghèo quá là mướn cả gia đình luôn, không có miếng đất cất nhà ở, chỉ ở đậu nhà người ta thôi, mình nghe nói vậy thôi nha, để lên tìm hiểu. Rồi đồ thì nghe cái ông chủ đó nói là chỉ mặc đồ là người ta cho không các bạn. Thì bây giờ mình cũng sẵn một số đồ và những người ở gần đó ta cũng có gửi cho, thì mình ship mình đem lên để cho gia đình đó. Mình mời cô chú anh chị mình thì cũng theo dõi video để lên thăm cái nhà của anh chị đó như thế nào nha cô chú anh chị các bạn. Đây bà xã và ship đồ đây sàn sẵn rồi các bạn, thì đồ nữ đồ nam chưa bọc đến này. Rồi đây đồ sàn sẵn rồi nè Đồ các này bạn. nó mặc được chưa em, nó xem nè. Nói chung đồ đã qua sử dụng rồi nhưng mà vẫn là đồ mới nha các bạn. Còn tem luôn. Cũng với lại có một số đồ còn mới Còn luôn, chưa tem ra xài, chưa luôn sử dụng luôn. Thì nói chung gia đình của anh ta thì hồi trước bây giờ rất nghèo, là chỉ mặc đồ, là nghe cái ông chủ đó mà nói là chia sẻ lại là đồ là ở chung quanh hàng xóm người ta cho không. Để mình tới mình tìm hiểu, trước tiên thì mình có số đồ này thì mình đem mình cho thôi, rồi mình tìm hiểu thêm thì mình giúp cái gì được giúp nghe cô chú chị các bạn. giả còn nguyên khúc nguyên khúc trên đây không mà giải thì mai mà công tốn tiền công thôi chạy. Cho đi, ai đẩy gì đó đẩy. Đi qua là má dép má dày à, ừ, hôm hết bọc dài rồi dày thể thao cũng có đồ thiện không cho ông bọc. Đưa nó trước à. Mà không biết lúa quá chịu mang không nữa. Đâu có. Nhiều khi cho đồ cũng khổ lắm nha các bạn. Nhiều người thì người ta mua đen thì người ta mặc, rồi nhiều người ta hay lúa là đồ mua đen người ta không mặc đâu nha các bạn, cũng khổ lắm chứ không phải nó cho đồ mà dễ đâu. À, cho đồ phải lựa lựa cái người mặc đồ nữa. Khổ lắm. Thôi giờ mình ship xong. Đó. Thì giờ Cái món đồ mình này để lại đi, nhỏ đó nó mặc không vừa đâu. Nó bự không lắm. vừa thì bỏ lại cho người Đây khác. cho học sinh. Đó không vừa thì cho người Cho khác. đứa khác. Ừ. Đã bằng một hôm nay tuổi. Nhớ mình Cái nào không vừa cho người khác. ra. Đây đó. Thì mình cứ Đây. cái nào hả, người nào vừa thì cho còn người đó, còn không vừa thì đem cho gia đình khác. Cùng con keo rồi. Nói chung như các bạn chứ trong thời điểm này lúc này thì mình thật sự chứ cũng có rất nhiều cái gia đình ta cũng khổ lắm nha các bạn, chứ không phải như bây giờ mà ai cũng mà khá giả đâu. Ở trong đồng trong đồ ở những cái gia đình nghèo mà mướn quanh năm gọi là bền vững đó, là Tết đồ này kia nhiều khi không có sắm đồ nữa các bạn,
chỉ biết mặc bộ đồ có khi 2 năm, giống mình hồi xưa. Mình hồi xưa mua bộ đồ để dành, để dành Tết mới mặc. Còn thôi cái lấy ra mặt tốn xà bông mày, đem vô để dành đi đám giỗ đám quải rồi. Mình hồi xưa là vậy đó các bạn, cũng nghèo khổ vậy đó. Rồi bây giờ đóng gói xong rồi các bạn, bây giờ là mình mời cô chú anh chị các bạn theo chân mình đi lên Tân Phú. Tân Phú là ở Thanh Bình, quẹo vô nghe các bạn, nó thuộc về huyện Thanh Bình của Đồng Tháp. Chạy vô đi các bạn, rồi xách ra, mình xách đồ ra bắt đầu đi lên trên nhà của hai vợ chồng anh đó nghe các bạn. Hai bậc chở xe Honda các bạn, chắc lên đây luôn đi. Sao cái bọc bự không để dưới? Nhỏ ra dưới, bự trên nhìn tối. Để sao rồi lên đường các bạn ơi, giọt lên xe đi nha các bạn. Rồi hai chồng mình chạy tới cái điểm chỗ nhà của anh chị đó nè các bạn. Mình cũng chưa biết tên anh nữa, tại đi ảnh đi chở vợ anh đi trị bệnh chung trên núi á, đi chung lắm. Để mình đường này đi vô Tâm Nông nè các bạn. Đó, còn cái đường mình nghe chị quẹo vô nhà của ảnh trong đó đó, đó cái hẻm đó đó các bạn, giờ mình quẹo qua đó. Đó đường nhỏ xíu các bạn, thuốc ngoài đồng các bạn. Tuốt ngoài này nè các bạn ơi, nhưng mà chưa biết nhà nào nữa, để điện cái mới được. Điện đi ngoài này đi. Đây rất rộng quá, điện đi coi nhà nào mới được. Được mai. Rồi bây giờ mình đã tìm được cái lối vô nhà của anh chị đó rồi các bạn. Anh đó là tên Được, vợ của ảnh là tên Mai, đây là con gái của ảnh nè các bạn. Đó mình kêu ra đặng ôm đồ vô tiếp chứ đi xa lắm, trong túc trong kia lần các bạn. Rồi đi ôm đồ vô đi con. Cô ôm con ôm cái bịch bự đó đi. Cho mặt bả luôn. Coi ra phát mang để lấy gấp chứ rồi thì mình bóp không. Rồi đi. Đi cái đường như thế này nè các bạn ơi. Tại vì nghe nói là anh với chị là ở đậu. Về cái nhà đó kìa. Lúc bản đó hả? Dạ. À. Đó là ở đất người ta các bạn. Đất của chủ, cái người chủ người ta cho cất ở đỡ. Ồ, ở đây rộng rinh các bạn ơi. Nguồn cái ao này không biết có nuôi gì không, không biết. Chắc không có nuôi cá đâu. Trời ơi, nguyên cái vườn các bạn ơi. Cái vườn chanh. Quá chừng rồi. Này nói chạy xe luôn được. Trời ơi, cái khu vườn nó lớn các bạn ơi. Nè nguyên một cánh vườn lớn quá tròn luôn. Ở đây người ta làm vườn quá trời các bạn ơi. Cái trại này là của chủ vườn nè các bạn. Nhà hai vợ chồng của anh chị đó làm mướn cho cái chủ vườn này đó, coi như cả gia đình mà mướn không đó các bạn. Mà giờ chỉ nghe bệnh mà dướng vào cái bệnh mà gọi là bệnh tâm linh đó các bạn. Tâm linh mà phải chi á, như là tâm linh gọi là tổ cô, lãnh cô hay là những người cử quyền theo, con này thuộc về là cái dạng gọi là vong theo. Bởi chỉ lúc vậy lúc khác rồi không biết đó các bạn.
rồi cứ đi trị bệnh hoài, hết tiền hết bạc đi bác sĩ không, mà nghèo nữa, đi vô vườn không à các bạn ơi. Ở đây vườn xoài rồi vườn chanh, đất của ông chủ này lớn ghê các bạn. Ở đây mấy cái hồ này mình nuôi cá sướng luôn á, chàng ơi. Mà các bạn ơi, tưởng đâu đi lộn bên. Ở đây vườn ao đồ đầy đủ hết trơn á, đất cái người ta lên liếp người ta trồng vườn á các bạn. Chàng ơi, mình khoái cái cảnh này. Cá tới nhà rồi. À, nhà đây. Quen đó con. Ừ. Tới nhà các bạn. Đâu rồi? Ôi, chào chị. Ừ. Nghe khỏe chị chưa? Khỏe chưa? Bớt bớt rồi nè. Gì hả? Con nước đá kìa. Con cơm chưa? Chưa nó đi ăn rồi. Gì hả? Ảnh đi làm rồi hả? Đi cha hãy chậm chậm nha. Yếu rồi mới dẹp ra cái ấy. Chỉ là chị Mai rồi các bạn. Hả? Ngày trước là chị chia sẻ là ngày trước là chị không có nói chuyện mà chậm chạp như vậy, phải không chị? Rồi bệnh là mới nói chuyện như vậy đó các bạn, rồi đi cũng lận khận. Được rồi chị, rồi đi. Đắp nước cha cho gì hả? Nét chi cho chú với gì uống. Cái gì? Cái nhà này mình dựng lên lâu chưa chị? Nhà này ta cho phía cỡ má nằm ở bên Long Xuyên mới cho dưới cây ở dưới ông Nam ở dưới Bình Thành á cho rồi đi dưới rừng lặng. Rồi cái người ta xúm lại người ta cắt cho mình ha. Xúm lại cắt lâu chưa chị? Mới cắt tháng 11. Tháng 11 năm rồi. Tháng 11 thì trong Tết. Dạ. Cho em vô em qua ở trong cái ha. Nhà thì này coi như là tất cả toàn bộ đâu là người ta cho không à các bạn. Cây cối đâu cũng cô bác người cho chút người ta súng lên người ta dựng. Cho hai vợ chồng, một đứa con gái. Ở thì đó thì để mình soi cho kỹ ha. Mình thì cũng chỉ mới là quen với anh chị thôi, là có duyên đi trên chuyến xe đi núi vì anh chị là bị bệnh đó các bạn, rồi đi lên núi để trị bệnh đó thì mình cũng biết vậy thôi, rồi nghe những người ta đi chung ta chia sẻ mình tới mình tìm hiểu. Thì đây cái nhà cũng có khoảng 4-5 mét hả các bạn, đây nói chung cũng được gọn gàng. Quẹo qua đây thì có cái bếp nấu ăn. Chị ăn cơm gì con? Dạ ăn lòng tương. Lòng tương đó hả? Dạ. Đây thì có cái phỉnh chút xíu này khoảng 2 mét vuông là để sống chén cái bếp cũng gọn gàng các bạn. Và bên đây thì có một cái chỗ ngủ nha các bạn. Thì cũng là nhà thì ở quê mà. Thì cũng cái chỗ ngủ này như thế này thì cũng có một cái giường rồi có cái tấm màn kéo lại vậy thôi các bạn, chứ cũng không có đồ đạc gì ha. Tất cả đây là đồ nhà người ta cho, còn đất thì cũng ở tạm người ta luôn. Rồi mình đi ra các bạn ơi. Thì chỉ đi trên chuyến xe là vì có ông chú Bảy đó, ông trưởng đoàn đó dẫn đi núi vì để ông trị bệnh cho nên nó mới quen biết với chị đó các bạn đó. Thì biết qua là vậy, mình cũng có nghe mấy người ở đi chung đó người ta chia sẻ thì hoàn cảnh vậy đó, thì hai chồng mình cũng sẵn ba cái đồ đã qua sử dụng với hàng xóm đồ này kia người ta cũng có cho thêm đó, mình gom lại mình đem lên cho con gái chỉ nào em mặc được mặc là như vậy. Thì mình lên mình thăm hai bữa nay chỉ đi về có khỏe hay không, hai bữa nay về cũng đỡ hả chị? Bớt gán cúng giờ chiều thôi, phải cúng đốt nhang đồ
chiều tiện giảm không có đi nữa. Ừ. Thì ở tối ngày ông ba hồi đi ở về tới giờ ở này luôn không có đi chạy chạy bỗng. Vậy hả? Nếu không chết thì chạy hả? Nên đi lỡ chạy. Vậy hả? Là chị chia sẻ các bạn là lúc chị bệnh đó, là chị đi chỉ muốn chạy không à, phải không chị? Nhớ con gái phải theo giữ đó, là chị cứ chạy vòng vòng bệnh đó, là cháu này nó phải theo nó giữ mỗi ngày vậy đó các bạn. Mình bệnh lâu chưa chị? À. Trước thì không có dậy, ừ. Đi nhanh lắm mà bình thường hồi bệnh tới giờ rồi luôn. Thôi kệ, mình gán cúng chiều á, chiều 5-6 giờ đó, đốt nhang cúng nguyện từ từ mình hết ha. Chứ bệnh về cái tâm linh này khổ lắm. Nay kinh tấn rồi. Nay thấy đỡ nhiều rồi đó. 10 phần đỡ 7 phần rồi đó. Ảnh đi mần cho người ta hả? Ít chút xíu về. Dạ hả? Ờ. Thuốc ai xài. Ờ. Ừ hả? Bệnh là không ai đi hết. Ừ. Có 3 người. Trước đây thì chị cũng đi mần bình thường. Ừ, đi mần bình thường, dịch thuốc kéo dây rồi đó. À. Ừ. Kéo dây mần cỏ nữa. Ừ. Mần sao mà mệt á, mới dẹp cân sau, có một chút gì nghĩ hoài, mệt. Ừ. Khóc hoài, mần không được khóc nữa. Bất cứ mần với quen nè. Cũng khổ ha. Mang không được rồi có mình một ẩm mang nữa. Rồi không có mang thì đi trên hai vợ chồng chú Út nữa. Không có mang được nữa. Ngoài vườn, múc vườn nữa cơ. À. Nghĩ làm lúa rồi. Môi lên làm vườn luôn. Lên làm vườn chạy luôn rồi. Ờ. Múc ở đường này nữa. Kệ, còn mình ở đây có chỗ mình làm gì hoài cũng được. Chứ để đi làm ở chỗ khác hay linh tinh người đợt có bằng đợt không. Nghe bằng số. Ừ. Uống nước đi chú. Dạ. Dạ dạ dạ, được rồi chị. Hồi lúc mình chưa bệnh đó, rồi lúc bệnh mình cái mình thấy cái trong người mình sao? Lúc đó chị biết không? Hồi không bệnh thì khỏe. Ờ. Trong máy khỏe ru à. Ừ. Rồi cái từ bữa bệnh tới giờ đó luôn nó dẫn luôn rồi. Rồi mình chạy vậy mình biết không? Chạy thì không biết. Vậy hả? Ở khi thì bệnh thì đi khám tổng quát với chích thuốc. Ừ. Rồi khi đái trong quần không hay nữa. Ừ. Rồi ấy thì bệnh tới giờ luôn. À. Nói chuyện cả bà mập nữa. À, chứ hồi trước là mình không có vậy. Trước không có vậy. À. Cũng bình thường. Kỳ cục ha. Người ta nói đi chích thuốc á, người ta nói là bị viêm kinh tọa quay qua bên tai biến. Ừ. Rồi mình đi rồi qua ngày sau chích 5-10 ngày không hết. Tôi kia chuyển Sài Gòn. Ừ. Thì Sài Gòn 40-50 triệu ai có tiền đâu đi. À. Còn nghỉ đi luôn. Vậy cái hên nhờ đi xuống ông Bảy ha. Rồi đi xuống ông Bảy. À.
Vậy ông Bảy là về đi xuống ông Bảy, ông Bảy dẫn đi núi là nay về mình khỏe ha chị? Dạ, ông Bảy dẫn mình đi nay khỏe. Thì mình nói chia sẻ với các bạn, chị cũng đã chia sẻ là trước chị, lúc chị chưa bệnh đó các bạn, thì chị bình thường nói chuyện không lập bập, đi đứng bình thường, nhưng mà tự nhiên phát bệnh lên như vậy, rồi có khi lúc chị chạy, chị đi khơi khơi mà chắc này nè, chạy vậy nè bác, mà mình không biết là mình chạy đi đâu luôn các bạn. Đi ngoài đi tầm lắm á, đi ngoài không biết được. Nếu mà mình không, mà nếu người không có người mà hướng dẫn á, đi về bên tâm linh đó các bạn, thì sẽ đưa đi tâm thần đó các bạn. Nếu bên Tây Y thì cho là tâm thần. Tại vì chị cũng chia sẻ là chị đã đi khám bệnh ở bệnh viện rồi, rồi đòi chuyển đi Sài Gòn, và đi bệnh viện cũng thời gian cũng không hết các bạn. Nhưng mà nhờ có cái anh chủ đất ở đây nè, rồi ông cũng biết với chú Bảy đó đó, bữa trưởng đoàn đi đó các bạn, thì dẫn xuống đó, thì chú Bảy coi ra bệnh bên về phần tâm linh, rồi đi dẫn đi núi. Bữa nay về chị đã khỏe nhiều các bạn, là chị đã nói chuyện bình thường, không còn đi chạy nữa và đi mần đi đâu được rồi các bạn. Uống đi chị, uống đi. Uống đi em đi. Ừ, uống đi chị. Quậy lên cho bà uống. Này mẹ con ấy được nè. Sẵn đồ cho mua đồ cho con bé nè các bạn. Đó đựng đồ. Đây nè, kem khoáng đầy đủ không thiếu gì trơn á. Nè, đó sắm cho con đầy đủ trơn á. Tại vì cô có tiếp xúc con có chút xíu à, nhưng mà cô biết con thiếu thốn á, cô cho. Nè, đó. Này bấm lông mi nha. Trời làm đẹp. Bóp, cho nó bóp đẹp. Con này mẹ nói là cọng dây của mẹ nó bị ấy đó, con xỏ thêm dây vô. Lùn vô. Lùn thêm vô. Hai cọng này cọng nào vừa hơ hơ lửa bóp bóp cái đầu cho nó nhọn lại xỏ vô dễ nha. Nè cọng dây nè, để nữa xỏ lại cho mẹ. Rồi mẹ mặc thử cái áo này coi. Nữa cái nào vừa thì à, không vừa thì cho người khác. Nè, mặc thử đi. Ông viết luôn này. Chị nói cho đồ chị mừng. Đồ mừng hết lớn. Mừng dữ lắm nha. Thôi đừng khóc nữa. Thì để có ai mà có coi được video này á, có ai mà xem được á, thì người ta có gì thì người ta đóng góp, người ta cho gì đó thì em sẽ đem lên cho. Hỗ trợ cho gia đình. Có đồ đồ cho em, cháu nó mặc. Vậy rồi, chiều đánh phấn thợ son đồ vô. Dọn lên cho đẹp đẹp nè. Ở đây đi đâu? Đây đi ra gần trước này ngồi hả? Chứ chim cò nó nhìn. Anh được về rồi nè các bạn. Anh cũng đi làm mới về các bạn. Là chồng của chị Ma. Nói chung gia đình cũng nghèo. Rồi ở vô ở giữa gần ở đất cầu người ta vậy đó, rồi người ta cho ở đâu mình ở đó, rồi khi người ta cho nghỉ sớm khi 7-8 giờ nghỉ không chừng. Như mình ở tháng cho người ta mà, phải không? Dạ đúng rồi. Nội là vợ bệnh không là lo muốn sản hoàng. Nói chung mình nghèo, vô đây có chỗ nào mình nương tựa thì mình nương. Bắt quạt lên cho nó. Thôi khỏi đi. Mở quạt nó hù lắm. Rồi sớm giờ anh đi làm cái gì? Đi giỏng chở gom rồi xịt cỏ qua làm tựa lên. Vậy hả? Giấc này rồi về còn đi làm nữa. Vậy hả? Về rồi không có khách thì về. Ngày qua đâu tới 12 giờ vậy mới nghỉ á. Quay cái máy dầu máy xăng ngựa ngoài móc xịn vậy nè, lạnh gần chết. Về tối pha miếng nóng rồi của mình ăn cơm với muối ngủ. Không phải nói anh chị mà mệt mệt, hay không phải mình đàn ông mình nó vậy, mình mà mệt chứ giá nó hồng bình lớn vậy nè. Mang cái bệnh là nằm là thở vậy nè, nó khỏe là nó teo lên đi mang mới được.
Đi xuống hôn nghị với thậm chí khám, nó kêu mổ. Nó kêu lo 10 triệu mổ. Mà mình đâu có khăn, lo cho vợ cũng muốn xỉn miễn vậy. Trời ơi. Không, em nói thiệt, không phải nói chị. Bởi em xỉu ở đây, ngoài dưới mít, đây vô đây đi không nổi nè. Đâu mà nửa tiếng hộ. Giấy tờ trong tủ. Đây nè, để em lấy giấy gì chị? À, rồi lấy đó. Giấy ra cho em coi rồi. Làm bằng nặng nó thòng đúng rồi. Người ta kêu mổ. Bốn năm chục triệu ai có tiền. Kêu 10 triệu mổ. Nè, xeo anh chụp hình nè chị coi. Cái giấy mình ở Bắc Dê bệnh viện đó ha. À, đầy đủ hơn. Chị với anh ngoài gần ha. À, cái phiếu này là ở bệnh viện Đồng Tháp. Không nghĩ. Anh Quỳnh Văn Được các bạn. Là kết luận của anh đó là hở quanh tim lá nhẹ, hở quanh hai lá nhẹ đó, rối loạn chức năng tâm tương thất trái đó. Và cái đó nè, kết quả vậy, kết quả thì kết quả rồi đọc đó chứ còn gì nữa chàng. Rồi đọc kết quả chứ đọc ở đâu. Cái này của ai? Cái này của anh Được nữa nè. Bởi đó trên này siêu âm. Còn cái phiếu này là cái clip này nó cũng chàng luôn. 17/1/2022 các bạn. 8-9 giờ tối chưa là, anh cũng là anh Được. Muốn không lên luôn. Kết luận sỏi thận phải, nang thận hai bên. Trời ơi, gì mà đủ thứ bệnh trong này hết trơn vậy nè. Thì xịt thuốc sâu mướn đó ha. Xịt cho chủ vườn. Chủ vườn á ha. Ừ. Có khi xịt 10 khuy. Khuy 2.500. À. Trời ơi, gì mà nó đủ thứ hết trơn trời. Chú hỏi hồi đó cách nhà ai đứng. Ai đứng. Đây là các bạn còn soi cho kỹ nè, anh còn nhỏ tuổi mà bị nang thận rồi sỏi thận phải. Đó đi luôn. Rồi thêm cái bệnh mà cái được 8 mấy hở quanh hai lá nhẹ, rồi rối loạn chức năng tâm tương nè, thắt trái nè các bạn. Là anh bị cái chú gái nó thòng á các bạn, là không có chạy được á các bạn. Nói chung bằng cái khi ra động chịu mà động ai đâu ai hay biết được. Hồi mình chịu hay phải đứng dậy cho bằng tiếp. Vậy chứ cái đồng ai hay ai biết đâu. Bởi vậy hay viết này bả vô đắng bả nấu cơm đó. Mình thì giấu. Giấu gì chứ Phan. Chờ em nói chuyện nói. Rồi em nói em. Rồi lên tới đây là không Quỳnh Nhân Được đem đồ nó đây. Và nói chung là Quỳnh Được cảm ơn nhiều. Nói chung muốn gửi nước mắt luôn. Nói chung mãi giờ ha thiệt. Mừng lắm. Hôm Tết tính dư dư là mua vài cặp quần cục mới, nó thiệt chỉ nói mà khóc. Không mua luôn, mà quần cục giá. Không em nói thiệt, phải anh chị lên mà khóc. Tuổi á. Không có tiền. Thì mình bằng mình biết cha biết chị. Ừ. Trong gia đình mình biết cha biết. Thì tối thì tự nhiên mình giấy cầu trời, khăn phạt độ mạnh giỏi mà. Sống ngày nào được lên ngày nấy. Chết em xem cho không nói ai hết. Tự hai bàn tay trắng. Là lương tâm tự hai bàn tay trắng mà. Trả phạt ông bà có. Thương cho giúp đỡ. Mình khá lên. Không biết nịnh bỡ lại hết. Vậy thôi. Hình sáng sớm 5 giờ. Ai kêu đâu đi bằng đó. Vậy. Còn yêu cầu sức khỏe về tới nhà thấy thăm vợ con được. Không, thế anh chị cũng cái nỗ lực. Nhưng mà tại vì cái số mình thì thôi kệ, từ từ vượt qua. Nói trong bữa đi ha, là huyết áp là không phải là không có đem hết đi, là bữa đó là chẳng đâu đi cũng không được luôn rồi. Rồi sáng cái ông đó không cho đựng viên là đi cái đầu lên cúng giá trời độ về tới nhà. Thôi kệ, từ từ anh ơi. Thì đó qua. Mình nói chung nó là mình tưởng trời có phạt. Cứ gắng niệm Phật đi.
mình mang gì cái tối mình tắp đây nè. Dạ. Mình ngủ lên đêm Phật A Di Đà Phật, độ còn mạnh khỏe, không có gì sắc bằng cày cày. Dạ. Vậy đó, về tới nhà đi bằng qua trả đầu các bạn ha. Vậy nhà cũng cười hề hề vậy đó, không có biết mệt gì nhọc gì hết, nó ngộ vậy đó, giống như chờ Phật độ mình á. Thì mình dễ gì dễ dùng cho mình chờ Phật dễ về cho mình chết liền đâu. Cái duyên đi chung rồi cũng nghe cái anh chủ đất này nè, anh chia sẻ nói về cái hoàn cảnh anh vậy đó, cũng ghé thăm với cái đồ, nói chung đồ thì cũng có số thì sử dụng rồi, có số thì chưa sử dụng, đem cho con gái anh nó mặc, ghé thăm anh chị coi với coi chị coi khỏe không. Dạ. Với đem cái đồ cho vì tại vì mặn trống á, sao có nói chắc nhà chiều nay không có biết gì xong mà con mắt nó giật vào chắc có khách đây. Dạ. Rồi xin ông bự giống á. Dạ. Nói ông hai ơi, thôi con đi về ngoài chắc trong nhà con sao mắt ra trái như giật hoài. Chiều nay thế nào cô với chú? Mắt ra trái như giật hoài chắc có khách quá. Thôi con về. Rồi đó ông ấy về. Mỗi lần ấy thì còn đây nè cô chú anh chị các bạn. Gia đình của anh chị là có ba người. Mà anh thì từ nhỏ đã nghèo khổ không có học, là đã dốt. Thì giờ dốt thì lớn lên, bây giờ tuổi cao cũng khổ. Bây giờ nghèo quá, tới đứa con gái năm nay 16, 15 tuổi rồi mà cũng không có học được chữ nào luôn. Anh chị 16 tuổi các bạn. Nghèo thế tội. Cha mẹ không có tiền ăn, để nghe coi con đi không. Bây giờ con nhỏ gái này cũng không biết chữ luôn nữa các bạn. Có mình mẹ biết chữ. Tại vì chỉ có mình mẹ thì biết chữ. Đúng là vợ còn sống, giờ vợ mẹ còn bệnh. Học còn bằng công ty chứng quyền, rồi nghèo di dịch mới gặp nó. Ừ. Rồi hai đứa nhau thương quá mới dắt. Nói chung mua cầm dịch là không có tiền mua cầm dịch xuống hoạt luôn, tới giờ luôn. Nói chung với các bạn là vậy. Bây giờ nghèo thì đã, mình nói chung là giờ mình không có sợ nghèo nữa. Giờ con có muốn đi học không? Muốn mà học gì đi. Được nữa mà học. Bây giờ nói 16 tuổi rồi. Nói chung là giờ không có sợ sợ nghèo nữa. Bây giờ 50 rồi còn sợ nghèo gì nữa. Thì cứ việc làm được đồng nào cho lo cho vợ cho con đi. Cái thay cái xứ cái xác Quỳnh được ngày 50 tuổi thí mẹ đi. Vậy thấy không? Mà anh chị thấy không? Mạng gì cũng vẫn vui vẻ à. Thì mình cũng phải gắng vượt qua, vượt qua cái sao. Bây giờ mình bằng vui vẻ với cái đức thầy cái vút về mình hết rồi. Dạ. Không có bệnh hoạn không mà. Được hai phần. Bây giờ là mình chia sẻ với cô chú anh chị các bạn thì bây giờ cũng đã tối rồi. Thôi giờ video nó cũng dài thì bây giờ hai vợ chồng cũng có mặt đây, mình cũng đã đến thăm gia đình của anh được. Thì thôi bây giờ video này thì mình cũng xin phép cô chú anh chị các bạn mình kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị các bạn xem, nhớ bấm đăng ký và nhấn cái chuông để đón xem video mới của mình. Nhớ bấm like, chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình nha cô chú anh chị các bạn. Mình xin chào tạm biệt. Bye. Chào tạm biệt, bye bye.